Thì cơ quan là đó, hả? Em biết cái gì mà khó vậy? Trời ơi, đẹp chết. Chưa nói gì mà ông hóa ông bảo lại ai cũng lấy hành chính mà tự nhiên đi đâm đầu vô hành chính. Tại vì một thầy cô chỉ là 10 người thôi. Và trong khi đấy lớp em là 140, lớp A là có 110 nữa. Thôi hết rồi. Mọi người ăn không? Đố mọi người biết Lương Thắng đi ạ. Say say cái đó ok say ấy. Cái tham ăn liền. Đúng là vậy. Chị ăn xong rồi, bạn ra lấy lại. Thấy tha tâm mà lên như mà lên không ai ấy được cái tời lên phòng thế mình cái tời nè được phay vừa cái đi cái đông lên mà lán có phơi phong có vật phong chả luôn là vô đây chả chân thế bây mà lũ đây chân đã phải những chi còn bay gì mũi chân đừng ấy ao chân bên đây tiệt bên chân này lũ luôn đây bên đây thôi họ xí không hồn cái này và chỉ một cái là sôi thanh tiêu lục sư bảo giúp tại vì nó cái dông giang nữa dông ấy là dông giấy đó họ lưỡi ba nè đang họ lưỡi ba ta họ lưỡi tam nhục thuốc tam ấy và cái thường lấy nhá trong ino trong ấy trong play nhá giấy so nhưng trong muốn có người thờ nhưng về họ lôi lên YouTube này một nửa phần việc khăng thọt ấy ấy chẳng thọt ấy nhảy nhảy phần khăng ở lại lại phần lên khăng ai họ lôi ban thì thà thọt ban đấy người đang nghe lửa thà lớn thì ngọt bàn nơi vay thì nó ngọt bà mà nén đừng cặp đi nâng ấy vay ở vui đúng ở đông bao Việt Nam mà tam kê nè chưa là ngày phần say chảy vài lần đi đang đại vài ngóp lò phong à bảy mươi chiêm hô toàn nhỏ bò lên một
vô bỏ đông tới vừa tới vừa từ cục vừa ly cục ấy dân tới đòn vừa anh đang hột chân á vay chưa chuẩn rồi thà thọt bàn thà chưa chuẩn là vay muốn đó này này lư tha chu chu mà tam kế rồi lư tha chu chu vô vắt mà tam kế Oh, man.